lô 67. Chỗ này không có chữ H. Cái ống này nó tròn. Xin giới thiệu các bạn, xe này sau khi đã thay xong gấp zin vô thì nó lòi ra một cái vấn đề, đó là cái đùm nó không được zin, chỉ có má đùm là zin thôi, và thợ người ta phải chêm ra một chút để cho nó ăn chạy. Sau đây là mình sẽ test coi, đi một vòng khu nhà thờ Đức Bà để xem coi nó có quậy đuôi không.
Thank you.